Ở trong cái video lần trước thì bạn Hải Trần có hỏi một câu là iPhone 12 ở thời điểm hiện tại có đáng mua không ạ? Nghe review bên hơi thọt nên em hơi sợ. Ok, mình đang có một con iPhone 12 Lite New 99% ở đây. Thì trong video này mình sẽ test pin thực tế để xem là con iPhone 12 này khi mà sử dụng thực tế thì thời lượng sử dụng pin nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào phần cài đặt và xem tình trạng pin nó như thế nào. Thì đối với con iPhone 12 mình đang cầm ở đây thì dung lượng pin tối đa của nó chỉ có 88% thôi các bạn ạ. Đây là một mức chai cũng khá rồi, để xem là với cái mức này thì nó sẽ trụ được trong vòng bao lâu. Hiện tại thì mình đang quay trên con iPhone 13 Pro và thu âm chính trên cái mic của iPhone 13 Pro luôn, cho các bạn có thể là đánh giá về khả năng quay phim của iPhone 13 Pro xem nó như thế nào nhá. Rồi ok, bắt đầu thôi. Ok các bạn, bây giờ là 8:03 và bây giờ mình bắt đầu đi làm các bạn. Pin hiện tại thì nó đang còn là 99% nhá. Ok, hiện tại thì mình đang sử dụng 4G trên một máy này để xem là cái mức tụt nó sẽ như thế nào. Ok. Ok, sáng giờ thì lướt Facebook này, rồi lướt TikTok, nhìn tìm Messenger vào Safari một tí. Khoảng được tầm 24-25 phút rồi thì pin hiện tại còn là 89%. Mình quên một cái là mình hiện tại thì con máy của mình nó đang ở phiên bản iOS là 15.4.1. Ok, xíu nữa thì mình sẽ test một vài trận game xem nó như thế nào. Bây giờ là 9:16 phút các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một trận tốc chiến để xem là một trận tốc chiến thì nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu phần trăm pin. Bây giờ là 87% này. Ok, sau khoảng 15 phút thì bây giờ mình đã hoàn thành được trận đấu của các bạn, thất bại rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ thoát ra xem phần trăm pin hiện tại là bao nhiêu. Kéo xuống này, pin hiện tại là 79%. Sau khoảng tầm 15 phút chơi game thì pin tụt từ 87 xuống còn 79%. Nói chung là với một mức này thì cũng khá là ok đấy chứ. Nãy giờ thì mình có lướt Facebook rồi lướt TikTok một tí thì pin hiện tại còn 57%. Sáng giờ thì mình cũng chỉ sử dụng với một số nhu cầu cơ bản thôi. Là bây giờ được 1:29 này. Đó, Facebook nhiều nhất này, sáng mình có đánh một trận tốc chiến dùng Messenger cũng như là Safari này. Ok. Bây giờ là 5:55. Hiện tại thì mình mới tan ca làm và pin hiện tại thì còn 28% nhé. Ok, và thời gian nó screen tạm tính bây giờ là khoảng 2:27. Hôm nay thì mình đâu 2:51. Hôm nay thì chủ yếu là mình sử dụng với 4G, wifi thì cũng khá là ít, cho lúc sáng mình đi ra ngoài đi quay, cho nên là mình sử dụng chủ yếu 4G và còn phát ra cho con iPhone 13 Pro dùng nữa. Đó, hiện tại là gần 3 tiếng rồi các bạn. Thì với cái mức dung lượng pin hiện tại thì chắc là nó có thể đạt được gần 4 tiếng. Rồi, ok các bạn. Và bây giờ hiện tại là 8:54 này và pin hiện tại là còn 11%. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là hôm nay nó sẽ dùng được tối đa là bao nhiêu tiếng. Thì ngày hôm nay thì mình chủ yếu là dùng với 4G thôi, wifi thì mình chỉ dùng một xíu ở công ty. Thì các bạn có thể thấy này, 3:55 với tác vụ ổn hơn. Sáng giờ thì mình dùng Facebook nhiều nhất, sau đấy Messenger này, mình có đánh một trận liên minh tốc chiến, lướt TikTok rồi check Telegram các thứ. Thì thời gian on screen nó có thể đạt được là 3:55. Hiện tại thì còn khoảng tầm 11%. Thì các bạn có thể thấy là với một mức dung lượng pin tối đa là 88% trên con iPhone 12 thì nó cũng khá là ok đấy chứ, tầm 4 tiếng. Nếu như mà mức pin tối đa là 100% thì chắc chắn cái thời gian on screen nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Nếu như mà mức dung lượng pin tối đa là 100% cũng như là mình dùng wifi thì thời lượng sử dụng pin chắc chắn nó cũng sẽ đạt được tầm khoảng là 5 tiếng đấy các bạn ạ. Thì đó là cái video test pin thực tế của mình với con iPhone 12. Còn các bạn thấy sao? Hãy comment ở phía dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.